Cuộc thi Hoa hậu Cộng đồng Doanh nhân Thế giới mùa 2 dự kiến có 30 nữ doanh nhân người Việt trên toàn cầu tham gia. Các người đẹp sẽ trải qua các phần thi, trang phục áo dài, trang phục xã hội, ứng xử. Ban giám khảo gồm Thu Uyên, Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023, Phùng Phước Thịnh, Á vương cuộc thi Nam vương du lịch thế giới 2022, Nguyễn Vũ Linh, Á vương cuộc thi Nam vương hòa bình quốc tế, Nguyễn Quốc Trí, Á vương cuộc thi Nam vương du lịch thế giới, và là một hoa hậu đến từ Thái Lan. Theo Á vương Phùng Phước Thịnh, Hoa hậu Cộng đồng Doanh nhân Thế giới phải mang vẻ đẹp phụ nữ thời đại, thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Đồng thời cô ấy phải am hiểu văn hóa, trở thành một đại sứ truyền tải nét đẹp của Việt Nam và mang đến nhiều giá trị cho cộng đồng. Dự kiến đêm chung kết cuộc thi diễn ra vào ngày 20 tháng 12 tại Thái Lan. Ban tổ chức sẽ trao vương miện 2,5 tỷ đồng cho tân Hoa hậu Cộng đồng Doanh nhân Thế giới. Á hậu 1 và Hoa hậu Nhân ái cũng được trao vương miện. Riêng Á hậu 2 và 3 chỉ nhận phần thưởng cùng hiện kim. Ca sĩ Thu Trang Bolero, tổng đạo diễn, đại diện ban tổ chức, cam kết tân Hoa hậu các Á hậu cuộc thi Hoa hậu Cộng đồng Doanh nhân Thế giới 2024 sau đăng quang sẽ dùng toàn bộ hiện kim cho hoạt động thiện nguyện ở quê hương mình hoặc những địa phương không may gặp thiên tai. Trước đó, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Cộng đồng Doanh nhân Thế giới đã thành lập quỹ trái tim nhân ái để giúp đỡ các mảnh đời khó khăn. Hoa hậu Doanh nhân quốc tế mùa đầu tiên là Jennifer Lee đã dùng phần thưởng khi đăng quang cuộc thi giúp đỡ cho bà con miền Bắc khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3. Doanh nhân có nhiều hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng cũng là một trong những tiêu chí đánh giá để chọn ra người đẹp giành ngôi vị Hoa hậu. Ông Lê Ngọc Hưng, trưởng ban tổ chức cho biết, các hoạt động thiện nguyện, các chuyến đi về nguồn sẽ được tổ chức thường xuyên trong khuôn khổ cuộc thi và sau khi cuộc thi kết thúc. Cuộc thi sắc đẹp này sẽ là cầu nối để các doanh nhân cùng truyền đi thông điệp yêu thương và nhân ái.